Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly, loa, đài Bluetooth, dây jack phụ kiện audio v.v. hàng tốt, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479, giao hàng toàn quốc. Lưu ý, chỉ khi nào các đồng chí có nhu cầu mua hàng tốt thì hãng điện để đỡ tốn tiền điện thoại. Hàng chưa tốt là mình không có. Hình thức giao dịch, các đồng chí vui lòng đặt cọc cho mình một cơ số tiền. Khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi. Đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà. Công việc còn lại rất đơn giản. Các đồng chí nhận hàng trả nốt tiền nhưng nên vỗ tay. Thậm chí vỗ càng to càng tốt. Thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công mỹ mãn. Còn về phần tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán. Mình rất trân trọng cái quyền này của bên mua. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Mời các đồng chí ly chè tươi cho thắm tình quân dân. Là một bình như này nha. Kinh tế nóng, lúc nào cũng nóng, uống cả ngày luôn. Mời các đồng chí uống tí tẽ, không phải suy nghĩ gì cả. Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn, khách tục không ai bén mảng gần. Trong tiếng quốc kêu xuân đã muộn, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Báo cáo với lại các đồng chí, chẳng có việc gì làm nha. Đấy, vừa cắm xong nồi cơm rồi, đấy, lại tháo chiếc đài ra để nghịch. Đấy, thì quay lại để cho các đồng chí xem về cái thiết kế của cái con đài JVC VC30. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai là cũng thấy được những con đài mà đã qua 5 tháng sử dụng rồi thì nó như thế nào. Đấy, nếu như ta cứ thế mà ta không vệ sinh đánh rửa thì liệu là có dùng được không nha. Đấy. JVC BC30. Đấy, JVC BC30. BC30 này là cái model của nó đấy. Mình có con đài đỏ kia là BC47 đấy nha. Đấy. Thì cái con đài này về cái vấn đề mặt này, nó thiết kế chữ nó ở chìm ở bên trong giống như kiểu con đài Sony 1000S gì vậy. Đây này. Chữ nó chìm ở bên trong chẳng bao giờ lo mờ cả. Đấy. Chứ cái đài ba cây gậy thì lại rất chi là dở hơi, là chữ nó in nổi, thế nên cái chuyện là qua 5 tháng là nó mờ cái chữ đi. Nhưng mà cái đài này nhá, không bao giờ mờ được đi. Chữ nó nằm ở bên trong. Đấy, ở ngoài nó không phải là gì, ở ngoài nó giống đây nó cũng không phải là ni lông. Nó kiểu nó ở ngoài nó cái lớp mica nhá, chữ nằm bên trong. Đấy. Chả bao giờ lo mờ cả. Đấy. Đây. Đài JVC. Đây, BC30. Đấy. Đấy. Thiết kế của cái mặt đằng trước của nó lại như thế nhá. Đây. Đây. Chân ốc của nó vẫn còn này. Nhưng nó bẩn này. Đấy. Đấy. Chân ốc này. Đây, nhiều cái. Đấy, đấy. Đấy. Lâu ngày này. Đấy, nó cái ốc này còn lỏng đấy. Đấy, cái bánh xe thì ra cửa băng nó ra cho nó ngọt ngào, nó chậm vậy, ra chậm vậy. Đấy. Chứ cái loại ra nhanh là cái loại đài Trung Quốc nó bật nó làm phật pháp nha. Ra rất chi là nhanh. Hay. Thôi thôi không nói ra nữa. Đây là phên vỉ của nó. Xin thưa với các đồng chí, đây là cái nắp đằng sau đây. Này. Nó bẩn như thế này nhá. Này. Nó bẩn như thế này thì làm sao? Theo mình nhá, còn theo những người khác mình không biết. Theo mình, tại vì mình cũng là những người chơi đài, đấy, đài của mình để ở đầu giường, mở FM nghe suốt đêm, nhá. Đài như thế này thì làm sao để được ở đầu giường? Nó gây ra rất nhiều những cái thứ mùi, mà cái mùi này nó không mùi mẫn, mùi này nó rất khó chịu, chứ mùi này nó không quyến rũ, nhá. Đấy, thế nên bởi vậy, đài làm sao kể cả có cái đài 30, đài 50. Mình vẫn cứ phải đánh rửa vệ sinh sạch sẽ. Nó như thế này thì dùng làm sao được. Nha. Đấy. Đấy là với mình thôi nhá. Thế còn có rất nhiều đồng chí cũng chia sẻ với mình là đồng chí cứ cẩn thận quá, chứ tôi thì vẫn dùng tốt. Nha. Đấy. Tôi vẫn dùng tốt. Đây là fan của nó. Đây nguồn này. Đấy. Fan của nó đây. IC công suất đây. Đấy. Đây là cái lẫy để ghi bằng. Đây. Đấy. Bẩn không? Đấy. Ông Hoàng Trung Thông ông bảo bàn tay ta làm nên tất cả.
có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Đài này chưa thể vứt đi được nhá, chưa thể vứt đi được. Vì mạch của nó đẹp như thế này, chứ còn nhá, nếu mạch của nó mà đào bới xây lộn rồi ấy, thì đương nhiên là sẽ bán đồng nát. Nhưng mạch của nó đẹp như thế này thì làm sao vứt đi được nhá. Đấy. Bàn tay thì không có hoa tay, thế nhưng mà đương nhiên là sẽ làm cho nó rên rỉ lên nhá, làm cho nó xanh đẹp lên, nó là chắc chắn. Chứ còn những người có hoa tay thì không nói làm gì cả, mình thì tay mình không có hoa. Đấy. Đấy, phần khuếch đại đầu từ đây. Đấy, nó còn làm thêm cái bọc trung nhiễu. Đài này có đường lay in nhé, đây này, đường lay in đây này. Đấy, có đường lay in. Mạch của nó đẹp không? Đấy, mạch đẹp tuyệt vời chứ gì, đài cũ như thế này là quá đẹp rồi. Đấy, chân ốc. Chân ốc còn nhá. Chân ốc còn hết. Đây là anten của FM này này. Anten của FM đấy. Đây. Mặt đằng sau đây. Anten này thì nó bị gãy cái đầu rồi. Đấy, nhưng mà mình thay cái anten khác là xong. Đây tem mép của nó đây này. Đấy. PC30 này. Con này nó lại chạy điện có 120V. Đây này AC 120V. Có khả năng là xuất trong thị trường Mỹ 17W này. Sản xuất ở Singapore, Made in Company là nhà máy Victor. Chịu cho chung được cái này thì chịu. À, limited. Limited là phiên bản giới hạn. Nhá. Số lượng có hạn đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, đây. Nắp pin đây. Đây là một cái nhá. Sau đến bộ cơ. Cơ của nó thì lại quay được hai chiều, tự động vớt nha, đây này. À không, không tự động vớt, đúng không? Mà có khả năng là nó cũng tự động đấy, đúng không? Không biết là nó, nhiều con nó chỉ tự động có một gì chiều thôi, còn con này chắc phải kiểm tra mới biết được. À đây đây. À đúng rồi, đây đây. Hai công tắc này. Đây là hai chiều nhá. Đấy, thì con này nó đầu từ nó không đầu từ xoay. Đấy, nhiều con thì nó đầu từ nó xoay. Đấy. Nhưng mà đầu từ nó nhìn ghê không? Đấy. Này mà để làm cho tiếng nó đẹp lên nó rồi cảm vấn đề. Nhưng mà bộ cơ này nó thiết kế nói chung là nhìn thấy cũng rất chi là kỹ lưỡng, mà không biết là khi đấu điện vào thì nó chạy nó có méo tiếng không nhá. Đấy, có rất nhiều đồng chí coi như thế là chia sẻ là có những con đài, kể cả những con đài nọ đài kia ba cây gậy, thế nhưng mà mở bằng cái nghe nó tiếng nó méo, nó chán thật đi. Mà thà đừng mở lên thì đừng đỡ chán, thà băng nó tịt ý, thì đỡ sẽ đỡ chán. Băng của nó mà chạy mà lại còn méo tiếng nữa thì đây. Đây là phần radio và equalizer đây. Đấy, equalizer này. Đây là bo như này, và radio nó đang bị đứt cái dây rò sóng này. Không có nối lại được hay phải mua cái dây dây diều nhờ, dây cái dây thả diều của bọn trẻ con này. Về để căng lại, nhưng mà căng cái này nhiều lúc cũng vã mồ hôi hột ra đi. Căng cái dây rò sóng này này, căng cái dây rò sóng này cũng vã mồ hôi hột. Nhà nhưng mà chưa thở dốc. Đây. Đấy, đây là phần radio của nó, radio của nó đời cổ bao giờ cũng vậy, nó chạy 3 IC 123 nhá. FM AM phải tách sóng riêng. Đấy. Mình thích. Đến đây là đến cái loa thì thích quá. Loa này đúng là gọi là đại hỏng nhưng loa chưa hỏng. Vì thiết kế của cái loại JVC này nó khác hẳn so với Sony. Đấy, xin thưa với lại các đồng chí. Nó khác hẳn. Đây này. Loa không có lỗ để cho chuột vào. Nhưng mà dán vào không vào được. Này chỉ có dán. Dán mới vào được đó, chứ chuột rồi dán rồi là tò vò các thứ chịu, nhện nhúng chịu. Nó không có cái lỗ thông hơi, đây này, kín mít luôn. Ở đằng sau này nó có định có cái lỗ thì nó lại dán ngay cái tem này. Đấy, dán ngay cái tem này vào. Đấy, thì mà nó đậy vào cái này. Đấy, nó đậy vào cái này. Đấy, thiết kế có vẻ là rất chi là dị không. Thế nên là cái loa tháo ra đẹp tuyệt vời luôn này. Đấy. Công nhận đây này, đây. Đấy, chân này. Sao nó lại nghĩ được ra cái kiểu này. Chứ cái loa đài Sony là nó có cái lỗ to lắm, nó tạo điều kiện cho chuột nó vào trong đấy, nó làm chuyện nọ chuyện kia, xong rồi lúc nó đói nó lại ăn mẹ loa. Nhớ nhở. Đấy, làm xong nó mệt đấy. Mệt sẽ bổ sung dinh dưỡng thì nó gặp mẹ ai bằng loe à, nhưng cái loại đài này chịu không vào được. Đây loa đây, đây có một cái lỗ ấy. Đấy, có lỗ nó giống như kiểu cái kim khâu bao ấy, kim khâu bao. Đây cái lỗ nữa này,
là quá đẹp nhỉ. Đây JVC đây 3,2W, 3,2 ohm, 6W hay 8W đấy, chịu, mắt nhìn nó kém nha. Cứ phải lấy cái kính lúp đây. Đấy. Đây. Đây. Nó lại còn ghi tên ở đây làm gì đây? Ê. Chắc là cái là chủ nhân trước đấy, chủ nhân trước nó ghi tên ở đây. Đấy thôi thì tháo ra để nghịch thì quay lại cho các đồng chí xem nha. Đấy. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.